400 hộ nghèo tại 9 tỉnh thành trên khắp cả nước sắp tới đây sẽ được trao tặng các căn nhà đại đoàn kết mới. Đây là nội dung quan trọng vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tập đoàn Mastercard Group tổ chức ký kết hợp tác triển khai tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 4 địa phương đầu tiên sẽ tiếp nhận 200 căn nhà đại đoàn kết là Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Trị. Mỗi tỉnh sẽ có 50 hộ nghèo được trao tặng nhà mới. 5 tỉnh tiếp theo là Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Bình, Kon Tum và Tây Ninh. Mỗi tỉnh sẽ được ban tổ chức xây tặng 40 căn nhà đại đoàn kết mới. Dự kiến 400 căn nhà này sẽ được xây dựng hoàn thành trong năm nay với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Các địa phương được hỗ trợ đều thuộc khu vực thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình dài hạn vì cộng đồng Build a Better Future, kiến tạo tương lai mà đơn vị này đang triển khai.